không, cái bánh gì mà ấy trong cái lá mà cuốn cái gì nè, bánh cục, bánh nó tên là bánh cục hả? À, bánh lá thúi đực đó tôi. Đại loại là cái bánh lá ở dưới miền Tây đó. Bình thường tôi thấy trên TikTok không, ngày hôm nay tôi sẽ được đích thân đi hái cái lá này để làm cái bánh đó đi. Đi đi nè đó. Tới giờ tôi gắn vào đó, cái bánh nó giống như vậy nè. Nguyên một cái chùm một chùm luôn á. Dạ. Ở trong đó nó chùm cái gì nè. Thì ở trong đó không, ở ngoài này không có gì. Thôi anh chui vô anh hái đi anh. Không, không được. Không, không, không phải. Sợ lắm. Thấy không? Thúi địch mà. Ở đây kêu là lá mơ. Lá mơ là kêu cho nó sang sang vậy thôi, chứ đây người ta kêu lá thúi địch. Tên dân gian á. À vậy hả? Kêu quậy bột lá mơ, còn lá chuối. Dạ dạ. Khi nào quậy bột lá mơ nói con ấy nha. Con kêu quậy đi. Chưa có. Ê, để con vô con quay cái tay mà quậy làm thôi. Bây giờ mình sẽ kết hợp mình làm bánh chuối thân và bánh bánh gì quên rồi tiên. Bánh cục hả? Bánh lá mơ. Bánh lá mơ. Rồi. Tôi đi chơi hết trơn rồi, mấy dì ở đây tự tự làm cái bột đó luôn nên tôi không có quay được cái bột cho mọi người xem. Hái chuối. À bây giờ mình bứt chuối. Mình thiến chuối. À. Chị bứt đại cái chuối luôn. Trời. Hả? Mình nhờ chị hỗ trợ hay là mình hỗ trợ chị? À có chị biết làm không? Chị hỗ trợ em với chị. Mấy chị em mình cùng làm ha. Chị biết làm bánh chuối không chị? Biết làm bánh chuối đúng không? Mặt thảo mai với sợ. Bây giờ mình lột cái chuối này ra. Chị cứ vô đi, bình thường mấy chị em mình với nhau mà. Bây giờ là sao nữa? Chị cắt ra, chị cắt lát ra chị. Mỏng mỏng rồi chị nó mới mâm chín. Ok. Ủa, chú ngon quá trời. Bừng mình béo vậy là. Trời ơi. Chuối vậy thì tôi ngon quá vậy tôi ơi. Cái này là làm gì tiên? Thoa cái dầu vô cái khuôn cho nó đừng có dính. Bột gạo rồi nước đường xong gì dế vô đi. Ở đây trong đây có ba nguyên liệu thôi hả? Dạ dạ. Cái này vô đây. Trời ơi sao mình hồn mình lấy cái tay mình lấy ra trời. Hả? Sao vô 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 dưỡng tư. Thế là nó cũng ngắt cái tay đầu tiên. Thôi dở cái tỉnh ra đến. Ủa chỗ rồi đó. Tiên ơi, em bút tiền con tay lên đi. À. Rồi, đẹp luôn nha. Không đẩy được, nó kẹt cái đít rồi. Lấy đồ từ từ ra. Rồi, rồi. Có nước thôi, ở dưới nước tôi có. Linh cái này mà ra tới cổng nó sụng nụ. Vậy là trong thời gian mình hắt cái này, mình sẽ đi làm cái bánh không? Cái bánh gì bà? Bánh lá mơ. Bánh. Thì cái bánh đó lúc đầu tôi tưởng là đi hái cái lá mơ là mình trải cái bánh đó ra lá mơ, nhưng mà không phải. Lá mơ xay vô trong đây mất tiêu rồi mà mấy gì làm giùm cái bột này nên không biết trong đây có những gì tiên. Lá mơ miền Tây gọi là lá gì? Lá thui đít. Đúng rồi. Hôm qua không có quay được cái công đoạn hái lá mít thì kệ đi. Rồi mình chấm miếng dầu vô trong đây. Đó, mình tha cái lá. Cái này là bột gạo với lại lá mơ xay vô thôi. Bị... là từ nó sẽ liền lại gì hả? Ừ. Rồi giờ mình lấy sao? Từ trên đây hả? Rồi ít ít thôi, rồi tí thiếu nắng thêm. Ok. Này như chơi đồ hàng hả cha? Nắng mỏng. Vậy đúng không? Đúng rồi. Cuốn sát vô luôn. Rồi chị lấy cái cuốn chị đâm vô cái lá. Rồi. Đó, xong chị bóp bóp nó vô. Bà có phải đầu bếp không bà Ngân? Không, cô giáo. Bà dạy cuốn gì vậy? Mầm non. Mà vậy mầm non, mà quánh con người ta dữ lắm phải không? Trời ơi, mà đừng có xạo bữa lên cái vụ gì trên đêm bá là bà phải không? Trời đất ơi, tao nghe mày. Không có đủ lá mít quá trời người ăn, người ta order quá trời đi. Bao nhiêu khách hàng người ta đợi. Đi hái lá mít nè. Bà bắt đi ra đây hái lá mít cho bà làm tiếp nè. Rồi đi vào đi cho bà hái lá. Bây giờ mình sẽ chọt lỗ cho cái thóc ơi. Thóc ơi, thóc ơi. Đó đẹp ghê chưa. Sao ngon gì bà, mình có bỏ nước dừa lên không? Ai kêu tao? Quỷ nào? Con đó con gì vậy? Ngỗng đó. Phải không? Ngỗng. Hay là tôi qua tôi ruột ngỗng cha nó cho rồi đi. Ê tôi muốn ruột ngỗng quá đi. Mà hồi chiều con ngỗng nó không chịu ruột tôi bà. Ê, nó khè giống em hay gì đó. Tôi hay làm gì mà. Ồ, con ngỗng nó kêu gì á. Mà nó ngon cái tiếng nó gì á. Nhưng mà nó lè cái lưỡi em nữa, em lè lưỡi không, nó không lưỡi. Sau một hồi ba chị em cực lực thì cũng đã xong cái dĩa bánh rồi. Cái bánh đã chín rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra để mình bỏ cái này vô. Đó, hấp bánh tiếp. Wow. Nó trong veo hả Tiên hả? Đúng rồi, bột trong lại chứ. Oh.
Đây, thành quả này hình như mình đóng góp có 20%, còn 80% lại cũng quá trời người luôn. Thôi mình sẽ thử thử nha. Bánh cục. Cục thiệt nha. Dính cục thiệt nha. Ôi ôi. Dai dai ha. Tại cái bột này do M7 pha giùm nên cũng không biết trong đây nguyên liệu như thế nào. Cái này dai à. Ê, cái này thử chay nước mắm ăn chắc chắn giống bánh tay giạt quá hả? Đúng không? Nó dai dai nè. Hấp dẫn quá. Phải dừng nắng. Cái này không ngon lắm hay sao? Ăn bún nước tương. Trời ơi, trời ơi, đâm cái chén nước tương nè. Ôi rượu nó cay té đáy. Chấn động không? Cái dĩa tập bình nè. Miếng rau sống nữa nè. Đó, tôi mà ăn bún nước tương là tôi bỏ tập bình, xoài, dưa leo, bún ở dưới đây nè nè, thấy chưa? Mình đem dĩa tập bình, chấn động không? Cho nó bùi bùi. Thêm con tôm vô, thêm mấy cục nem vô nữa. Ngon, ba chén một chén nữa. Trời ơi, cho người ta bút ban coi. Ôi, chén nước tương nè. Ớt, tỏi, đồ cay, thiệt là cay nha. Đó. Ăn nước tương, ta phải ăn gì nè mới đã đời. Phải ăn có tấp binh, tấp ơ đồ vô. Ôi, sao mà nó kéo lì quá trời. Rồi, bây giờ mình hòa quyện lên. Mình trộn mấy ngày gì lên. Rồi, ta nói nước miếng, ta nói tú nè. Ơi. Cái mắt tao mà như điện giật vậy đó. Xoài chua chua vô. Ngon không? Đâm cái chén nước tương bút cay. Cay đổ mồ hôi hột rồi. Có nhiều người không biết ăn chín mất thảo. Rồi ăn chín mất thảo cho nó béo. Hôm nay ăn thử đi. Ăn bún bỏ trứng thảo vô. Nó bùi bùi. Không có ai mà làm nước tương quay. Ăn người là trả lời. Bà trả lời. Quá ngon.